Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review bộ sản phẩm khóa cửa điện tử RFID RC522 không nguồn, không LCD học nhiều thể. So với phiên bản trước đó, phiên bản này đã được giảm bỏ bộ nguồn adapter và màn hình LCD nên giá thành giảm xuống rất nhiều. Cùng xem bên trong bộ combo này gồm những gì nào. Module khóa cửa điện tử RFID và dây nối loại trắng 10P 20cm. Module RFID RC522 13.56MHz, khoảng cách quét là 6cm. Đi kèm với đó là một thẻ master trắng và hai móc khóa để học lệnh mở khóa. LED xanh dương và dây 2P báo trạng thái khóa điện. Nút nhấn giữ mở cho khóa điện. Khóa điện 12V DC. Hộp nhựa dùng để bảo vệ, che chắn cho các module. Do combo không đi kèm với nguồn adapter nên các bạn có thể tận dụng nguồn nếu có sẵn trong nhà. Nếu không có nguồn sẵn, hãy mua thêm nguồn adapter nhé. Khuyến cáo sử dụng nguồn từ 1.5A đến 2A cho mạch hoạt động tốt nhất. Sản phẩm kết hợp rất tốt với mạch truyền nguồn 12V, phòng khi trường hợp mất điện mà vẫn có thể mở cửa. Cách kết nối rất đơn giản. Trên module khóa cửa có các vị trí header để kết nối LED, khóa điện, nút nhấn và với module RFID. Cần một chút thời gian để kết nối chúng lại. Và ta đã có sản phẩm hoàn thành. Mình sẽ cấp nguồn và hướng dẫn về cách sử dụng. Nút nhấn giữ mở khóa cửa dù đã học thẻ hay chưa học thẻ. Để học thẻ, ta quét thẻ master trắng. LED báo nháy liên tục, ta bắt đầu quét các thẻ móc khóa muốn học lệnh. Sau đó quét lại thẻ master để lưu nhớ hai thẻ vừa học lệnh xong. Vậy là móc khóa đã học lệnh có thể mở cửa thành công. Muốn xóa thẻ ta làm tương tự, quét thẻ master, sau đó quét các thẻ móc khóa muốn xóa. Quét lại thẻ master, vậy là đã xóa thẻ thành công. Một mẹo nhỏ khi lắp đặt, các bạn có thể lắp bộ quét thẻ ở ngoài khi mở cửa đi vào trong nhà và lắp nút nhấn ở trong nhà để có thể nhấn mở cửa đi ra. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quên chia sẻ bộ sản phẩm đến nhiều người hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.